Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với The Brokers và đây là kiến thức Forex. Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ có thể kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán khi giá cổ phiếu đi lên. Và khi thị trường đi lên thì nhà đầu tư sẽ có lời, còn khi thị trường đi xuống thì nhà đầu tư sẽ chịu lỗ. Tuy nhiên, mọi thứ không hẳn như vậy. Trên thực tế vẫn có một số công cụ tài chính cho phép bạn kiếm ra tiền mặc dù thị trường vẫn đang sụt giảm. Và một trong những công cụ đó là chứng khoán phái sinh. Vậy chứng khoán phái sinh là gì? Chứng khoán phái sinh là những công cụ được phát hành trên cơ sở những tài sản sẵn có như cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số VN30. Và chúng được tạo ra bởi nhiều mục tiêu khác nhau như giảm rủi ro, bảo vệ lợi nhuận và tạo ra lợi nhuận. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu 4 loại chính của chứng khoán phái sinh: hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi. Chúng ta hãy bắt đầu với loại chứng khoán phái sinh đầu tiên, hợp đồng kỳ hạn. Vậy nó hoạt động như thế nào? Giả dụ bạn ước tính rằng giá cổ phần đó sẽ ở mức dưới 6.000 đồng trong 6 tháng tới, trong khi đó bạn của bạn nghĩ rằng cổ phần đó sẽ tăng hơn 6.000 đồng trong thời gian đó, và bạn đồng ý bán cổ phần đó cho anh ta với mức giá 6.000 đồng tại thời điểm 6 tháng sau. 6 tháng sau nếu cổ phần vẫn ở mức 5.000 đồng thì bạn sẽ được lãi số tiền là 1.000, nếu cổ phần đó tăng lên 7.000 đồng thì bạn sẽ lỗ số tiền là 1.000 đồng. Những gì xảy ra ở câu chuyện trên là người mua và người bán đã tham gia vào một giao dịch chứng khoán phái sinh, hợp đồng kỳ hạn. Hợp đồng kỳ hạn nghĩa là hợp đồng ràng buộc người mua và người bán trao đổi một tài sản tại mức giá và vào thời gian nào đó trong tương lai. Đứng vị trí số 2 là hợp đồng tương lai. Hợp đồng tương lai thì tương tự hợp đồng kỳ hạn nhưng được chuẩn hóa và niêm yết, chủ yếu giao dịch tại các sở giao dịch chứng khoán. Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai thường sử dụng đòn bẩy tài chính lớn nên bạn có thể thu về số tiền lãi lớn hơn rất nhiều so với số vốn bạn bỏ ra. Ngược lại, nếu bạn tính toán sai thì đòn bẩy sẽ khiến bạn lỗ hơn số vốn ban đầu. Vì vậy bạn phải hiểu rõ rủi ro của mình trước khi quyết định đầu tư và hãy tham khảo ý kiến từ các chuyên gia để có thể đầu tư một cách hiệu quả nhất. Sau hợp đồng tương lai, tiếp theo chúng ta đến với hợp đồng quyền chọn. Vậy hợp đồng quyền chọn là gì? Hợp đồng quyền chọn là một thỏa thuận pháp lý giữa hai nhà đầu tư giúp họ đầu cơ trên giá của hợp đồng tương lai. Sự đầu cơ này xảy ra mà không cần thực sự sở hữu tài sản. Cuối cùng là hợp đồng hoán đổi. Hợp đồng hoán đổi là hợp đồng giúp chuyển đổi hoán đổi loại hình của dòng tiền với nhau giữa hai đối tác. Ví dụ hoán đổi lãi suất sẽ bao gồm hoán đổi lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Hoán đổi tiền tệ là trao đổi tiền tệ giữa hai bên, sau một khoảng thời gian sẽ hoán đổi trở lại như ban đầu với một tỷ giá định trước, có thể hoán đổi cả lãi suất của hai đồng tiền. Bên trên là 4 loại hợp đồng cơ bản của chứng khoán phái sinh, nếu là bạn, bạn sẽ chọn loại hợp đồng nào? Vì hợp đồng nào cũng có ưu điểm nhược điểm riêng, vậy nên bạn phải hiểu rõ rủi ro của mình trước khi quyết định đầu tư và hãy tham khảo ý kiến từ các chuyên gia để có thể đầu tư một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt bạn phải trang bị kiến thức, kinh nghiệm vì loại hình này không dành cho người mới. Vừa rồi The Brokers đã làm rõ chứng khoán phái sinh là gì và cách kiếm tiền từ thị trường chứng khoán ngay cả khi nó đang giảm. The Brokers luôn mong rằng những thông tin mà chúng tôi mang đến sẽ giúp ích cho công cuộc đầu tư của bạn. Hãy đón chờ thêm nhiều video trong series kiến thức của The Brokers để cập nhật thêm những kiến thức trading hiệu quả nhé. Nếu bạn còn gì thắc mắc, hãy để lại bình luận ngay phía dưới cho The Brokers cũng như hãy ủng hộ chúng tôi nếu bạn thấy video này hữu ích nhé. Đăng ký theo dõi kênh The Brokers ngay để cập nhật thêm các tin tức tài chính hot nhất cũng như các thông tin so sánh, đánh giá về các sàn môi giới trên thị trường. The Brokers luôn đồng hành cùng bạn trên con đường tiến đến thành công trong thị trường trading đầy biến động này.